Xin kính chào quý vị và các bạn. Hiện bây giờ tôi đang có mặt ở nhà thờ giáo xứ Phú Thuận, hay còn được gọi là họ Đào Phú Thuận. Nhà thờ giáo xứ Phú Thuận ở huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre, thuộc giáo hạt Bình Đại, giáo phận Vĩnh Long. Chúng ta cùng chiêm ngắm vẻ đẹp của ngôi thánh đường cũng như vùng đất ở đây nhé.